Ngày ra quân của bộ đội năm 2024 sẽ là ngày nào? Ngày ra quân năm 2024 không chỉ những bạn nào đang đi lính và chuẩn bị xuất ngũ năm nay quan tâm, mà bên cạnh đó, gia đình các bạn, hậu phương của các bạn cũng rất là quan tâm vấn đề này. Thì để các bạn đang đi lính nắm được và hậu phương ở nhà nắm được cái ngày mà bộ đội xuất ngũ để gia đình của mình kịp chuẩn bị công tác lên thăm những chú bộ đội trong ngày ra quân, có thể là mua những bó hoa tươi thắm lên để tặng cho những chú bộ đội của mình đã có 2 năm phục vụ trong môi trường quân ngũ, đặc biệt là những bạn nào mà có người yêu để nắm được cái ngày này. Thì lúc lên thăm thì các bạn nhớ là mang một bó hoa nha, để tặng cho người mình yêu nha. Còn bạn nào mà đi lính mà bị người yêu chia tay hết rồi thì thôi, hoặc là mình lỡ chia tay người yêu rồi thì không cần phải quan tâm vấn đề này. Đặc biệt tới những cái ngày mà ra quân á, những năm ra quân á, thì lại vang vẳng lên những cái câu như là ngày ra quân thì chào chú đi con bạn má nè, rồi các kiểu con đà điểu luôn. Theo như mọi năm á các bạn, thì chúng ta sẽ xuất ngũ trước Tết Nguyên Đán nha các bạn. Các bạn lưu ý là thường là sẽ xuất ngũ trước Tết Nguyên Đán, nhập ngũ thì ăn Tết xong thì chúng ta mới nhập ngũ, còn xuất ngũ thì chúng ta sẽ xuất ngũ trước Tết Nguyên Đán nha. Các bạn lưu ý là Tết Nguyên Đán chứ không phải là Tết Tây nha các bạn. Do Tết Nguyên Đán của năm 2024 nó rơi vào ngày 10 tháng 2 và chúng ta sẽ xuất ngũ trước Tết Nguyên Đán thì tầm 10 ngày, thì cái ngày mà xuất ngũ năm 2024 có thể dao động là từ ngày 28 cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2024 nha. Nói chung là xuất ngũ trước Tết Nguyên Đán thì tầm 10 ngày, thì nó sẽ dao động từ ngày do Tết Nguyên Đán là ngày 10 tháng 2 đúng không? Ngày 10 tháng 2 thì xuất ngũ trước Tết Nguyên Đán 10 ngày thì nó dao động là từ 28 tháng 1 cho đến 30 tháng 1 nha các bạn. Thông thường xuất ngũ trước Tết Nguyên Đán là 10 ngày thì chúng ta sẽ án chừng được cái ngày ra quân. Nhưng mà cái thời điểm mà các bạn còn 1 tháng trong môi trường quân ngũ á, thì cái khoảng thời gian đó các bạn sẽ thoải mái hơn rất là nhiều, công tác còn rất là ít, và thường thường là chúng ta cái thời điểm đó là chúng ta cũng là vừa đi diễn tập về, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cuối năm khá là ok hết rồi, thì cái khoảng thời gian nó khá là rảnh rỗi, nhiều khi đi công tác chơi 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 hoặc là nhổ cỏ này nọ thôi, hoặc là chăm sóc đơn vị thôi, hoặc là trồng hoa thôi, chứ cũng không có làm gì nặng nhọc được cả. Đó là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu khỏe rồi, khỏe hơn rất là nhiều. Và trong thời gian mà 1 tháng còn lại trước khi ra quân á, thì người ta sẽ thông báo cho những bạn chiến sĩ này nè cái ngày mà xuất ngũ chính thức luôn, xuất ngũ chính thức luôn. Và cái khoảng thời gian thảnh thơi này thì đôi khi người ta cũng phải cũng di du cho các bạn sử dụng điện thoại về đó, sử dụng điện thoại di động ấy, thì lúc đó thì người ta đã thông báo cái ngày chính thức rồi, với lại cái cộng thêm cái việc mà các bạn được sử dụng điện thoại trong cái thời điểm mà sắp ra quân á. Sắp ra quân đó thì lúc đó thì các bạn sẽ thông báo cái ngày chính thức các bạn ra quân nha. Lúc đó các bạn có thể là điện thoại Messenger về hay là nhắn tin về đó, có cái ngày ra quân đó là nói chung là mỗi ông cầm một cái điện thoại của các bạn đó. Nói chung là tới ngày ra quân là mình cầm cái điện thoại lên đây, mình alo alo là con tới đâu rồi, con tới đâu rồi, mẹ lên đón con các kiểu rồi đó. Là lúc đó là mình biết chính xác luôn, chứ không phải là nhiều ông do là muốn tạo bất ngờ cho gia đình thôi các bạn, muốn tạo bất ngờ cho gia đình nên về đột xuất rồi thôi, chứ thời điểm đó là mình cũng đã được sử dụng điện thoại sơ sơ rồi, rồi gọi điện thoại về để thông báo cho gia đình rồi, do mấy ông muốn tạo bất ngờ thôi. Các bạn cứ yên tâm, tới cái thời điểm đó là người ta sẽ điện thoại về và thông báo cái ngày chính thức à. Còn mình án chừng thì nó sẽ dao động là trước Tết Nguyên Đán là 10 ngày, năm nào cũng vậy thôi.